xin giới thiệu với quý vị hài kịch Mơ Làm Hoa Hậu, sáng tác của Bảo Liêm với phần trình diễn của danh hài Bảo Liêm và Bảo Vy. Cây đà chẳng tôi lý ơi à cây đà, ai xui à tính tang tình rằng cho cô mình gặp xem hội cây đêm chẳng rằm rằng tôi lý ơi à cây đà rằng tôi lới ơi à cây đà. Con mèo mà trèo cây cau hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà, chú chuột đi chợ đường xa mua mắm mua muối dỗ cha chú mèo. Chuyện gì á? Mới nghe con dì kêu á. Con gì kêu đâu, em hát nãy giờ mà. Chết chào, em hát à. Lại nói nghe nè, bệnh cũ tái phát hả? Bệnh gì? Trời ơi, vậy là nhỏ này không nhớ rồi. Hồi xưa em bị té giếng lần á, nhớ không? Thấy không, em bị bất tỉnh 2-3 ngày luôn, nằm mê man vậy đó. Khi em tỉnh dậy cái ngày nào sáng em cũng đứng em hát vậy nè, em nhớ không? Ý anh hai nói em khùng phải không? Giờ biết rồi. Trời ơi, mặc thử bộ đồ này ra đứng ngoài trước casino nhảy tưng tưng thử coi. Xe police đi ngang nó vớt liền. Nó tưởng trọng mới ra nè. Trong nào? Mental hospital. Thôi đi. Anh hai không biết vậy là em đang tập hát để đi thi. Em đừng nói anh em thi ca sĩ nha. Trời ơi, nhỏ này ca lẻ không biết ta mướn không, đừng làm ca sĩ hả? Ai nói anh hai em thi ca sĩ? Chứ làm gì? Em đi thi hoa hậu. Chết mẹ. Nhỏ này nó nặng dữ lắm rồi nè. Chết mẹ, tái phát. Em nói em làm gì? Anh hai thấy em sao, được không? Em thi hoa hậu được không? Trời ơi, nó đi thi với nít không biết đủ tiêu chuẩn không, đừng nói thi người lớn. Sao mà không đủ tiêu chuẩn? Trời ơi, nói em nghe nha, nói em nghe đừng buồn nha. So cái chiều cao của em không là vượt tiêu chuẩn rồi. Đương nhiên rồi. Trời ơi, còn vòng 1, vòng 2, vòng 3 của em nha. Trời ơi, vô cùng đặc biệt. Đặc biệt sao anh hai? Tức là người ta theo độ mẫu của người ta là 90, 60, 90. Còn của em ngược lại. Của em ngược lại hết á. 60, 90, 60. Thôi đi. Thi nổi không? Thi không nổi tôi cho thi. Anh ta biết người ta vậy thì anh hai phải giúp em nữa chứ. Còn chọc em nữa anh hai. Giúp em thì nhỏ này tự tin quá. Thôi kệ nó. Quan trọng nhất là cái giải can đảm. Bây giờ muốn đi thi hoa hậu phải không? Bây giờ em muốn đi thi hoa hậu là chỉ có cách là dùng cái gọi là, người ta gọi là phước phép lạ thôi. Tức là giờ mình phải đi cúng đi. Cúng hả anh hai? Ví dụ như năm mới không, là ta ưa mua cho bản trái cây rồi về ta cúng để cho năm mới làm ăn phát tài. Ví dụ như ta mua trái măng cầu, trái dừa, trái xoài, trái đu đủ. Có nghĩa là cầu năm mới, cầu xài dừa đủ. Đó. Hả? Cái đó là cúng cho năm mới, đâu liên quan gì tới cái hoa hậu của em đâu. Sao không liên quan, hoa hậu mình phải cúng kiểu khác chứ. Em về em mua trái mãng cầu, cặp vú sữa, trái bần, cặp dưa hấu loại lớn. Là sao anh hai? Cầu cho cặp vú sữa bằng cặp dưa hấu loại lớn nhất. Bảo đảm bước vô mấy cha giám khảo té ngửa liền. Thôi. Giật giải. Thôi. Hả? Tướng em vậy ôm trái dưa hấu sao đi. Đổi trái khác đi. Đổi trái khác hả? Thôi giờ mình chơi sang đi, đổi cặp chanh được không? Nhỏ này chơi sang nè, lấy cặp dưa hấu ha, không chịu đòi lấy cặp dưa sữa đổi cặp chanh chơi ha. Còn nếu em ngon nữa đổi qua cặp sơ ri đi. Lúc đó là ta nói em là thân con gái mang kiếp con trai. Không mệt hay quá rồi. Thôi. Hả? Không nói chuyện với anh hai đâu, không giúp em hút gì đó em đi thì á. Ê. Nhỏ lại nói nghe, lại nói nghe, trời ơi. Đợi anh em nhau mà giỡn chơi em chút xíu chứ ai mà không giúp em. Nhưng mà để cho anh suy nghĩ chút xíu nha. Phải tìm cách cản nhỏ này lại, với lợi hoa hậu là banh chạnh hoa hậu tao hết. Hai. Hả? Làm nhảm gì vậy? Không, tìm cách giúp em chứ. Bây giờ nói em nghe nè. Bây giờ mình không có cái này thì mình làm cái khác. Bây giờ em thích hát phải không? Em thích hát. Trời ơi, không phải nói mà em khoe với anh hai đâu. Em á, mà cất tiếng hát lên cỡ Britney Spears đi ngủ. Chết mẹ nó phát nữa. Sao nó lên hoài vậy trời. Nói em nghe, chờ anh chút xíu nha, anh vô lấy cái này. Này đâu vậy? Vô lấy thuốc cho em uống cho anh thấy nặng dữ lắm rồi đó. Ủa? Mà đúng ha. Em hát lên là Britney Spears nó đi ngủ là phải rồi. Sao chứ vậy? Nó đâu dám thức. Sao vậy? Nó thức nó ói sao? Thôi không giỡn với anh hai nữa đâu. Thôi bây giờ nói nghe nè, bây giờ mình không có hơn người ta, bây giờ mình phải dùng chiêu đặc biệt.
Tức là bây giờ em thích hát phải không? Bây giờ em gặp em vô trong cuộc thi hoa hậu, ban giám khảo mà có hỏi em sở thích của em là cái gì, em trả lời bằng âm nhạc được không? Dễ ẹt. Trời ơi, tưởng gì đó là nghề của em, nhưng mà giờ anh hai phải giúp em. Giúp em sao? Coi như anh giờ anh hai làm ban giám khảo, anh hai phụ em đi, chỉ em biểu diễn trước đi. À bây giờ coi cái tưởng tượng đây là cuộc thi hoa hậu. Dạ. Bây giờ tập vợt trước cho em, cho em khỏi bỡ ngỡ phải không? Dạ. Bây giờ tưởng tượng hoa hậu nha. Bây giờ bắt đầu anh làm ban giám khảo nè. Chẳng hai thí sinh mang số. Chết mẹ, nó không có số nào hết. Thí sinh không số đi. Cho ban giám khảo hỏi sở thích của thí sinh là gì vậy? Dạ. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa toàn thể quý vị khán giả, em xin trả lời sở thích của em bằng âm nhạc. À, đó hay không? Ta để ý liền, ta để ý liền. Ê, 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 bậy nha, bậy nha. Ê, ê, đừng nói sở thích của em vô dê ban giám khảo nha. Bậy, bậy. Ê, làm gì vậy? Làm gì vậy? Cái gì vậy? Tôi kể nghe chuyện tình lãn và điệp là một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ, tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài thơ. Biết chết liền luôn á. Không hỏi sở thích là gì không, tự nhiên cái hát lan điệp à. À biết rồi, biết rồi. Vậy là sở thích của em là thích viết nhạc phải không? Ai nói anh hai em đó, trong nhạc. Cái bài hát em ca đó, lúc tuổi còn thơ lan vẫn thường mộng mơ nên viết thành bài ca, thích viết nhạc. Vậy là anh hai không nhớ chuyện lan và điệp rồi. Ê xin lỗi, là lan và điệp ở đây ai cũng nhớ hết trơn á. Cốt truyện của lan là điệp, tức là lan và điệp yêu nhau thắm thiết, điệp mới lên thành phố ăn học, hứa với lan sau khi thành tài trở về cưới lan làm vợ, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà éo le thay, khi điệp lên thành phố thì lại bị một sự quyến rũ khác nên bỏ lan. Lan ở nhà mới buồn tuổi, cắt tóc đi tu. Ê mày đừng nói tao là mày sở thích của mày là thích đi tu nha. Quan trọng là cái chỗ đi tu đó, ai nói em thích đi tu đâu. Em hỏi anh hai nãy giờ lan đi tu vô tu chùa thì đó, đi chùa, sở thích của em là đi chùa. Trời ơi sở thích nó đi chùa mà nó hát bài cũng khó hiểu nữa. Ta hát mẹ nó em đi chùa hương đi mà ta hiểu rồi. Ủa nãy rõ ràng anh hai nói với em á là em phải ăn như vậy thì người ta mới chú ý tới em. Ha, nhỏ này coi giờ là đỡ rồi nè, đỡ được chút đỉnh rồi nè. Bây giờ phải tấn công luôn để coi nó lên nữa, mệt lắm. Bây giờ nói em nghe nè, bây giờ coi như em vượt qua được cái phần mà trả lời ban giám khảo đi. Bây giờ tới cái phần đối đáp với ban giám khảo nè. Nhưng mà đối đáp mà em cũng phải đối đáp đặc biệt, tức là đối đáp bằng nhạc luôn. Tức là năm nay là năm con trâu phải không? Dạ. Cho nên là trong bài hát ban giám khảo đưa ra, em hát bài nào hát miễn có con trâu trong đó mới được. Dễ ẹt luôn. Nhớ nha. Giờ anh cấp anh hai ban giám khảo, anh hai ra đề trước thì đúng đi. Rồi anh phải ra đề trước, nhưng mà nhớ hát bài nào hát cũng phải có con trâu mới được nghe chưa. Rồi. Nghe anh hai hát trước nè. Chiều ơi gió chiều rộn vang khắp nơi, mồ bầy chim tung cánh bay về nơi cuối trời, một đàn bồng đồng ngồi lắc léo trên mình trâu, nghe tiếng tiêu sầu hòa điệu theo câu hát đưa chuyện. Đó có con trâu rồi đó cưng. Một con bây giờ em đối lại sao phải có con trâu trong đó nha. Giờ ban giám khảo nghe em đối lại nè. Làm thử coi. Rồi. Sao vẫn vài năm nay chờ về. Còn là cô bé tí vẫn hay núng nỉu đòi ôm mai, mắt nay vẫn còn ngơ ngác. Nay em sinh tự như tiếng sáng trần, nhiều nơi ngóc nghe chào câu xin, anh chỉ là tay trắng nên làm mộng gì đâu. Chết mẹ rồi, nó lên lợi rồi.
Trời ơi, tôi kêu hát bài có con trâu, nó hát nguyên một bài nghe muốn chết luôn, không thấy con trâu gì trong đó trơn là sao? Rồi vậy là anh hai nghe không rõ rồi, em hát lại cho anh hai nghe nè. Chỗ nào? Nhiều nơi ngấp nghe trâu câu xin. Ê trâu chứ không phải trâu nha. Trước cái chữ trâu nữa. Là chữ gì? Ngấp nghe, con nghe đó. Trời ơi, tôi kêu nó hát con trâu, nó đi nó hát con nghe, chịu nổi không? Dạ, không có con nghe sao có con trâu. Nhưng mà không? Anh nói là hát phải có chữ trâu chứ không có nghe nghiết gì trong này hết trơn á. Dạ, không phải là rớt à? Hát lại làm dữ hả? Trời ơi, nhỏ này hát có bài con trâu không có mệt nữa. Rồi em hát lại nè. Tìm bài khác đi. Tía em hừng đông đi cày vừa, má em hừng đông đi cày vừa. Tía em là một người nông dân, má em cũng là người nông dân, cùng sống trên đồng bao la. Hổn. Cái gì vậy? Nhỏ này tính dí ba má nó là hai con trâu nè. Nào? Không có gì, cái tía em bằng đông đi cài bừa, má em bằng đông đi cài bừa, cái ra hai con trâu vậy đó hả? Ủa, em nói ba má em là hai con trâu rồi nào? Chứ con trâu đâu? Bây giờ em hỏi anh hai là đi cài bừa không có trâu lấy cái gì cài? Ừ, giờ ta cài bò cũng được, ta cài mái cài cũng được, mắc mớ gì phải cài bằng con trâu. Thì chưa xong em đang hát rồi, anh hai quýnh em à? Ủa, mày hát mày lâu quá, có con trâu không? Chứ còn nữa mà. Hát nè. Kêu hát trâu đó tân bò hả Ngân à? Sao tao kêu hát trâu tân bò Ngân là sao? Con bò đi trước mới có con trâu ra chứ. Trời ơi, con này nó nuôi mấy con thú này không cũng mệt nữa. Em đang hát mà. Rồi con trâu đâu? Có, em vừa nghe mà trắng trâu đó, trâu đó. Con hát con trâu không nghe mệt chết. Coi anh hát nè, anh hát một cái một thôi ra năm con trâu luôn. Nghe nè cưng. Giờ tao hát có bài một hay năm con trâu luôn. Đó là anh hai hát có một con trâu á. Anh hai ngồi trên một con trâu mà hát thành năm cái chữ trâu chứ không phải năm con trâu. Em hát bây giờ là một đống trâu cho anh hai coi luôn. Thôi, thôi khỏi em ơi. Bây giờ em tính đứng đây em hát qua trời sáng, không thi hoa hậu hả? Thi hoa hậu gì? Em chọc anh hai nãy giờ, nghĩ sao em thi hoa hậu vậy? Ủa không chẳng thi qua là biết anh hai đi tham gia chương trình đó, không cho em theo nên em chọc anh hai chơi vậy. Trời ơi, nãy giờ nó nói trước, mình tưởng nó khùng, mình làm muốn chết luôn. Vậy là đòi đi theo anh hai qua bên đó để diễn văn nghệ cho bà con cô bác coi vậy. Đúng thôi rồi, chứ gì. Vậy không chịu nói gì hết trơn á. Bây giờ anh nói nghe nè, bây giờ muốn đi với anh hai qua bên đó dễ dàng lắm. Mình chỉ cần hát xong ca một bài thiệt là vui. Tặng cho tất cả bà con cô bác tham dự đêm hoa hậu ngày hôm nay được thành công mỹ mãn. Vậy được rồi, vô. Trời ơi, trời ơi, đã buồn rồi mà nghe cái nhạc này, trời ơi, nó muốn thối ruột luôn. Cái ông quánh đàn này chắc ông cũng hoàn cảnh giống tôi nè. Bởi vậy mỗi người đều có hoàn cảnh hết. Cho nên bà con cô bác đừng nhìn bên ngoài của em mà quánh giá em tội nghiệp. Vì đời ai cũng có tâm sự. Sau đây xin mời quý vị nghe tâm sự đời em. Đời tôi ăn xin nên đi đâu cũng xin ăn. Đời tôi ăn xin nên đi đâu tôi cũng ăn mày. Đời tôi xin ăn nên đi đâu cũng ăn.
trắng tay, đi đâu cũng ăn mày, giờ trở thành kẻ trắng tay. Nói chung tôi đây ăn mày. Dạ nhưng mà ăn mày của hoàn cảnh quý vị ơi, chứ không phải là ăn mày mà di truyền đâu. Không phải là từ đời này sang đời khác là chỉ sống bằng ăn mày không có. Cái này là tại vì em coi như là một biến cố xảy ra trong đời em. Nhiều người cũng thắc mắc lắm á quý vị, cũng nói chửi em, nói tại sao cô mà đặt đẹp đẽ gì, mạnh khỏe gì, trẻ trung vậy, tại sao không đi xin việc mà mày đặt đi ăn xin. Mà người ta đâu có hiểu đâu, mà đâu phải chửi một mình. Nó chửi là coi như cả dòng họ chửi, họ còn rủ nhau, họ còn nhắn tin với nhau để cùng coi chửi, mà chửi đúng giờ livestream không á. Livestream lên chửi em hoài luôn á. Chửi sáng trưa, sáng xong chửi, trưa xong chửi, tối xong chửi. Chỉ có ngủ thôi là không chửi, thức dậy nhớ tới chửi tiếp đó. Nhưng mà không có hiểu. Em nói thật sự không phải là em muốn như vậy đâu. Em chỉ muốn là qua cơn này thôi. Nói chung là em ăn xin có hoàn cảnh. Em tại vì quý vị thông cảm đi, một người từ đang tuốt ở trên cao, đang có bao nhiêu coi như nhân viên ở dưới này, mình chỉ đứng mà chỉ tại xuống vậy. Rồi bây giờ tự nhiên mình khép nép, mà khép nép đúng cái đứa nó không biết, thì làm sao mình có thể làm được. Nhưng mà em vẫn trên đường đi kiếm việc làm. Nhưng mà trên đường đi kiếm việc làm thì em cũng phải kiếm cái gì để em nhét vô bụng em, đúng không quý vị? Cho nên cái thời điểm này là em kiếm rồi nhét vô bụng em, chứ không phải em xin để làm giàu. Dạ em nói rõ hoàn cảnh của em như vậy là tại vì sao biến cố. Em là người từ người giàu có, đất đai phì nhiêu, nhà cửa quá trời, mà bây giờ mất hết nhà hết cửa. Nghe mày nói không á, tao mỏi miệng. Dạ. Cái nhỏ nãy giờ mày nói mày có mỏi miệng không vậy? Dạ không đâu chú ơi, nghề của con không được phép mỏi miệng. Cái miệng của con bây giờ nó giống như ô tô mất tích vậy đó. Ừ. Bấm lên cái là cứ chạy suốt ngày, suốt đêm, hết sạc vậy đó. Dạ. Chú ơi khổ lắm, cái hoàn cảnh của con. Con tâm sự chú chắc đứng nghe từ giờ đúng không? Chỉ là chú hiểu. Rình nãy giờ chú nghe. Đó, không mà công nhận chú là thuộc nhiều chuyện nha. Không, chú là thuộc có lương tâm đó. Ừ. Người qua đường có lương tâm. Cũng rồi. Tức là chú nghe con than vãn một mình. Ừ. Chú mới thay vì người ta động lòng trời còn có thể động lòng chú. Chú mới tiến sát về bên con. Chú rình, chú nghe lén, chú thọc mạch, chú nhiều chuyện. Chú tìm hiểu, chú tìm hiểu con. Đúng không? Và bây giờ là xúc động đúng không chú? Có lương tâm cái gì, đúng không? Dạ. Có lương tâm cái gì, tao khó chịu chứ không có lương tâm vậy. Cái tao đang tập thể dục cái kia. Dạ. Mày nói tới nơi luôn là hát hò tùm lum tùm la, nhất cái lỗ tai, tập thể dục không được nữa. Dạ. Bây giờ nè. Dạ. Lấy 5 đồng. Dạ, cảm ơn chú. Rồi, khép cái mỏ mày lại. Điên đi tụi khác. Vậy rồi chú ơi, chú vậy rồi. Nói chú nghe, bởi vì chính vì lý do này tại sao mà cũng không đi kiếm được việc làm. Tại sao? Tại vì người ta ỷ có tiền mà người ta không cần biết cái giá trị đồng tiền là bao nhiêu. Đưa có 5 đồng mà kêu con khép miệng. Con khép miệng 5 đồng chỉ ăn sáng được rồi trưa chiều. Nếu con khép con lấy gì con ăn? Con phải đi xin tiếp chứ. Có 5 đồng mà nỡ lòng kêu con khép miệng, chú có lương tâm không? Trời ơi, xin sang lắm. Vậy em muốn xin nhiều. Cô nói chú nghe, không phải là con muốn làm khó làm dễ chú đâu. Nhưng mà là thà chú quánh con đi ha. Bây giờ vậy nè, con nói chú ha, chú đừng có kêu con im miệng cái miệng, chú quánh con. Chú tức quá, thí dụ như chú đang tập thể dục đúng không? Chú tập thể dục mà chú thấy con lằn nhằn hoài khó chịu, không tập trung tập được yoga đúng không? Chú quánh con đi, chú lấy tay chú quánh con. Chú quánh con đi. Sao vậy? Mày kêu tao đánh mày. Dạ. Mà hình như mày đang đánh tao á. Không, lấy chú đánh con đó chứ. Tao ngu sao tao đánh mày? Sao vậy? Cái tội ở Mỹ mà hành hung phụ nữ là nặng lắm không? Cảnh sát nó bắt là ở tù lâu lắm rồi. Chú yên tâm. Trời, khi mà con kêu chú đánh là con có đầu tư rồi. Trời ơi. Đánh ai chú có thể vô cảnh sát, nhưng mà đánh con không bao giờ gặp cảnh sát. Là sao? Là tại vì nè, thí dụ bây giờ chú đánh con nhẹ cái đi. Quánh 5 đồng. Đó, chú đá cái. 25 đồng đấy, ghê không? Chú thuộc chỗ, 50. Đó, cứ mỗi câu chiêu chú đưa tiền, mỗi chiêu chú đưa tiền, tùy theo cái mức độ thương tích nặng nhẹ là như vậy thôi, chứ không có gặp cảnh sát. Tao ngu giờ tao đánh mày. Sao? Đánh kiểu đó tao bán nhà là trả nợ à. Dài không được à. Dài không? Dài cho mua ngu quá. Đừng mặt nó ơi. Cũng vẫn đừng càng dài càng cay á. Thích chú rồi đó nha. Thích không? À. Dài mà không dính là thích. Cái thứ mà gài không dính là phải gài cho tới. Chai đá rồi. Em biết rồi, cũng hay thiệt ha. Nhưng mà con nói chú nghe, con dựng chơi chú vậy thôi. Chứ thật ra con không có phải muốn đi xin đâu. Mà con chỉ muốn là ai đó giúp đỡ con mượn. Con mượn đỡ rồi con làm ăn, con làm lại cuộc đời thôi.
cho mượn là con phải mượn không. Chứ mượn sao? Mà mượn phải có một cái quyền lợi gì đó. Con nói ra thử coi chú với con có hợp tác làm ăn được không nghe. Ủa làm ăn phải không? Tập trung nghe nha. Con nói đi, nói đi, nói đi. Cái cách thức mượn của con như thế này. Đây. Cho tôi mượn 1.000, ngày mai đưa 1.001. 1.000, ngày mốt đưa 1.002. 1.000, ngày kia đưa 1.004. Tuần sau tôi đưa 1.008. Tuần tới đưa luôn 2.000. Ta ra tanh 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 tanh. Chịu không? Được mới nhìn nó tưởng nó khùng, nó khùng bà cố luôn á. Trời ơi, đi xin ăn mà mượn tiền. Ê, ta hỏi mày nè, mày có credit không mà mượn tiền? Đâu cần credit đâu, trời ơi, con cho tiền lời cao chút là đâu cần credit. Mày trả được bao nhiêu tiền lời mà... Bây giờ chú muốn nhiêu chơi nhiêu? 30% chịu không? Trời ơi, chuyện nhỏ, chơi luôn. Được chưa? Được đâu, được đâu, được đâu. 30% lời luôn. Ngon không? Hợp tác được rồi, hợp tác được. Làm ăn lớn, làm ăn lớn. Được đó, làm ăn lớn là chịu đó. Nhưng mà tao đâu có ngu mày. Cái vụ này tao rành quá rồi. À, thí dụ nha, bây giờ tao cho mày mượn 10.000. Mày trả tao 30%. Đúng rồi. Mày đưa cho tao 3.000 tiền lời tại chỗ. Đúng rồi. Mày giữ 7.000 của tao. Xong rồi cái mày là bóng chim tâm cá. Tao mất 7.000. Thì đúng rồi. Thì chú đưa con 10.000 con cho lại liền 3.000 đó, còn gì nữa. Thôi, có gài. Có điều tiền đó tiền của chú thôi. Thôi. Có gài này. Thích nữa đây nha. Thích nữa đây. Thích không? Càng gài không dính là thích rồi đấy. Mày à. Chứ mà dễ dính thì đâu còn cái gì đâu mà gọi là hấp dẫn đâu, đúng không? Đúng rồi. Nói giỡn chú vậy thôi. Thì con giỡn thôi, chị nào thiệt thì con mới làm. Không, giỡn thôi. Chưa thật ra nói chú nghe, con vậy đó, chứ con chân thành lắm. Con đi xin nhưng con thật lòng lắm. Con không có một cái ý đồ, một cái gì mà âm mưu để hại hay lừa gạt ai hết. Con có sao con nói vậy? Đúng rồi. Nè, con xin như vậy là chú thử con có chân thành hay không nghe. Nghe nè. Nói đi. Cũng được, cho em 5 đồng, nếu sộp thì cho 20 đô, cho em càng nhiều thì coi như là làm phước, nếu đẹp thì cho 100. Bao nhiêu em cũng lấy em rồi. Thấy em chân thành không? Chú thích mày rồi đó. À, chú thấy còn chân thành không? Chân thành quá. Hát hồi xin lỗi lộn rồi thì xin em với chú xin lỗi. Nghe nãy chú trẻ. Cảm ơn. Cảm ơn. Không có đâu đừng vuốt. Chú thích vậy đó. Chú thấy còn thật không chú? Cô sao con xin vậy à? Tùy lòng hảo tâm của người ta. Chú thích vậy đó. Cái mặt con thật lắm. À thật thà. Mình gian sinh nhưng mà cũng phải có nhân phẩm. Dạ. Giữ cái chân thật của mình. Dạ đúng rồi. Chú thích đó. Chân chất hiền lành. Chân chất hiền lành. Chú thích nhất là muốn gì là nói đó. Dạ. Mà có sao nói vậy. Rồi người ta muốn cho người ta cho. Đúng vậy. Ví dụ mình xin 100, người ta muốn cho 50 hay 70 gì cũng được. Đúng rồi. Nhưng mà người ta thấy quá dễ thương, quá linh lợi, quá duyên dáng, quá thật lòng, ta cho luôn chăng. Chẳng hạn như chú. Cái dễ thương hơn nữa là hở là hát, hở là hát. Dạ, chú thích âm nhạc mà. Dạ, bây giờ nè. Đừng nói 100 nghe chú. Hay thì cái nghe làm thầy bói được rồi đó, khỏi đi ăn xin. Đúng rồi. Chú. Đưa cho con 100. Trăm đâu con thấy con đồng mà. Thôi không sao đâu. Con thôi, biết cho Hiếu cho chín chín đồng đi. Thôi con biết rồi. Con nhìn là con biết mà thôi, nhưng mà dù gì chú cũng cho con 2-3 lần rồi. Chú là người có lương tâm. Chứ nhiều người đi qua chọc ghẹo con xong chửi mắng không cho đồng nào hết trơn. Rồi còn quay lại cười cười hả hê vô mặt con nữa. Dạ thôi con cảm ơn chú nhiều lắm. Tạm biệt chú. Hẹn ngày trở lại, và lúc nào mà con trở lại vinh hoa rồi đó, vinh quang ngon lành, con sẽ đền đáp sao. Con tạm biệt chú, con sẽ đền ơn chú sau này. Tạm biệt. Đứng lại. Hết phần đồ lại hả? Tờ lại hả? Đồ tiền hả? Chú diễn nội tâm chút xíu nữa. Chú nhìn kỹ nữa. Dạ sao ạ? Cái gì chú? Thôi bây giờ mới nhìn kỹ nghe. Không, con không có ý định mà đi khách. Không, đừng lấy con. Đừng hiểu lầm. Dạ. Đừng hiểu lầm. Dạ. Ý con của chú. Đâu có sao lầm mà chú định đem con về để mà chú bán cho ai nữa chứ. Không, chú nhìn thấy sao mà đi ăn xin mà mặc đồ đẹp quá vậy chứ. Trời ơi, chú lại, chú làm hết rồi. Thật sự con đã nói với hoàn cảnh của con rồi. Con không phải là ăn xin thường trực đâu mà rách rưới lang thang. Con ăn xin có hết, coi như là có trình độ. Vậy là con có bằng cấp à. Bằng cấp gì? Trời ơi, ngày xưa là con là luật sư. Con là luật sư đó.
Vậy nữa hả? Nhưng mà biết sao mà con trở thành như vậy không? Tại sao? Tại vì cái thằng kia nó giết thằng kia chết. Hả? Con vì tiền con cãi cho cái thằng mà giết người nó trắng án. Sau đó là nguyên một xóm làng nó tới nó làm cái nhà con trắng xó luôn. Nó buông kính hết, mỗi người lấy món đem đi. Cuối cùng con đứng là giữa trời đất của mình con. Cuối cùng con còn được bộ đồ trả bao đó. Thì đó con biết lỗi của con. Mình giật kẻ ác. Nhưng mà con nói chú nghe. Sao? Khi mà một người đã trình độ thông minh rồi thì người ta phải suy nghĩ, người ta động, người ta tư duy ghê lắm. Đúng vậy. Tại chú biết gì sao không? Sao? Con nói chú nè. Nếu con ăn mặc rất dưới lang thang con ra con xin. Sao? Thì cái đầu tiên chú sẽ cho bao nhiêu? Chú có cho tiền đô và bằng từ 1 đô trở lên hay là chú cho từ đó trở xuống? Đúng không? Đúng, từ 1 đô trở xuống. Chính xác, có vài chục cent thôi. Ờ, tại vì rất dưới lang thang. Tại vì nói con nhỏ này, ôi ngày nào nó cũng xin cho nó vậy điều để nó sống từ từ được rồi. Đúng rồi. Nhưng còn ăn mặc đẹp lần nó nhỏ này chắc hoàn cảnh. Ta nhìn ta nói hoàn cảnh. Nhỏ này hoàn cảnh rồi, nhỏ này mặc đẹp, nhỏ này hoàn cảnh. Nhỏ này không phải thiên thường trượt rồi. Đó, thì ta móc ta xỉa liền. 50 đô, 30 đô, 20 đô, 100 đô là chuyện thường. Vì người ta nói thôi giúp nó một lần để làm lại cuộc đời. Đúng không chú? Đó. Chú thấy không? Giống như đó, nghệ sĩ đi, chú thấy đó, báo đăng quá trời đó. Nghệ sĩ mà có tên tuổi lớn đi, lỡ bị sạt lơ chút, trời ơi là gom quyên góp được cả tỷ không á. Còn thử dân thường nhỏ mà nói bệnh có được có mấy chục triệu mà. Ai vậy nha, xin kiểu này cao cấp. Cho nên mình phải coi như mình phải ngon lành lên. Mình phải làm cho mình có cái bề ngoài lên. Chú biết không? Chương trình xin ăn. Dạ. Có lớp lan bài bản chính xác đúng rồi. Nhưng con nói thì chú đừng bắt trước nha. Con khuyên thật ông, con nhìn cái mặt chú con cũng thấy nghi nghi là thấy bộ ngon ngon định làm nè đúng không? Không mày thôi thì được rồi. Bởi vì con nói chú nghe, đời cũng còn khổ lắm. Giờ tôi nói chú tôi cũng đau đớn lắm, đâu phải con thì ông xin nết con đau nhiều khi con muốn. Bởi vì nhiều khi con muốn nên hồn chú mày muốn cái gì mày nói. Dạ. Mày khóc như vậy ông nội tao cũng không biết mày muốn gì nữa. Trời ơi, muốn thì cũng phải từ từ chứ nói ra liền thì đâu còn có muốn. Nhưng mà tao nói câu này mày đừng buồn nha. Dạ. Nhưng mà tao chưa thấy ai mà khóc mày xấu như mày hết trơn. Có ai khóc mà đẹp không chú? Tao. Hả? Ghê vậy? Ừ. Chú khóc sao mà đẹp vậy? Khóc nội tâm. Mày khóc sao? Mà nhìn kỹ nè. Cái mặt sao? Cái mặt không? Cái mặt rất là bình thản. Trời ơi, không có một chút động đậy. Nhưng mà tiếng khóc ở trong lòng. Khóc gọi sao? Là tiếng khóc ngâm không ngừng lệ. Ôi, đâu không sao đâu. Đồng con. Dạ sao? Công nhận hay thiệt. Nội tâm ghê thiệt, thâm hậu ghê á. Chú cháu nghĩ chắc là chú ăn bậy gì nghe gì nó báo động rồi đó. Bậy. Không mà nội tâm mà. Dạ mà nội tâm. Ê, nhưng mà sao con thấy cái gì nó quen quen nha. Gì? Quen nha. Khóc nội tâm. Trên đời này chưa thấy ai có thể làm một cái chuyện. Chú. Hả? Nhớ rồi. Chú có phải là chú Ba Sàm bán hột vịt lộn ở ngoài chợ Phước Long Thọ không chú? Hồi xưa là Sàm, bây giờ là Sam. Nhưng mà đúng không chú? Ủa? Mày là ai mà biết tao là Ba Sàm bán hột vịt lộn? Con là Lũ. Lũ? Con là Lũ nè, Lũ nè. Cứ Lũ đây hả? Ghê lá Lũ. Dạ. Em có con Đạn đấy phải không? Chị em Lũ Đạn bán hột sòn đấy phải không? Không, con tên Lưu, chị con tên Đan. Hai chị em Lưu Đan rất là đẹp mà có mẹ bán hột sòn. Mà tại mẹ con bán mà cắt cổ người ta quá nên ta mới đặt luôn hai chị em Lũ Đạn có mẹ bán hột sòn. Rồi khi bán hột sòn sao giờ ra nông nổi này đi ăn xin vậy hả? Dạ chú ơi, đừng xoay vào cái nỗi đau đớn mà con cố tình giấu kín. Dạ, vì hoàn cảnh mà chú. Hoàn cảnh gì? Hoàn cảnh như thế nào? Khi vừa lớn lên, tôi đã vội yêu một người, yêu có người nên chưa hiểu đời. Cuộc đời bạc chẳng như vui, bạc dữ lắm. Tình yêu thứ nhất đã đổi ngôi, người yêu thứ nhất đã phụ tôi. Giấc mơ chung đời thường êm đẹp bên nhau cho đến ngàn sau. Cho nên lúc đó em quyết định năm 17 tuổi em đi lấy chồng, trong nhớ đúc chiêu phận gái
sang sông. Tưởng vui hết nghĩa ta hồng, ngờ đâu sớm để tan chồng. Trời ghen má đỏ môi hồng. Chết rồi, thằng chồng kế chết rồi. Mới 17 tuổi mà đi lấy chồng, bởi vậy không có kinh nghiệm vậy đổ vỡ là đúng rồi. Không phải đâu, chú đừng có nói như vậy. Đâu có nguyên do, tại con kể tắt đó, nghe tiếp nè. Kể tiếp đi. Sao anh bỏ ra đi, em nào có tội tình gì? Sao anh bỏ ra đi, em nào có lỗi lầm chi? Sao anh bỏ ra đi để em thương nhớ hoài ôm kỷ niệm buồn lên mấy nẻo hẹn hò anh biết không? Biết. Ờ, hết không? Nó không biết nhưng tao biết. Sao vậy? Chú mày hát nguyên liên khúc mà ai không biết. Chú hay quá. Bị chồng bỏ phải không? Dạ, dạ đúng rồi. Thì chồng bỏ kiếm thằng khác. Không, không được chú. Tại sao? Con biết mà, 100 người đều nói y như chú. Bỏ đi kiếm thằng khác, mày còn đẹp quá mà, mày còn ngon quá mà, thiếu gì thằng ngoài kia. Tại sao mày vậy? Nhưng con là loại người chung thủy. Con là một người chung thủy, đạo đức của gia đình con dạy con. Con là một người phụ nữ luôn khép cẳng chờ chồng. Khép cửa chờ chồng. Chú la quá, con nói vậy mà bây giờ. Đó, cho nên là con không thể nào đi lấy được, chú biết không? Thành ra bây giờ con nói chú nghe, sao con thích chú lắm. Mà tâm sự của con hồi nào giờ con chưa có tâm sự cho con kín miệng á. Chú biết hết tâm sự con rồi. Chú, hay là chú cho con về nhà bên chú. Có cái gì thì con làm phụ với chú, thì chú cho con tiền sống qua ngày, từ từ con làm lại, con làm cuộc đời lại được không chú? Chú thấy con cũng tội nghiệp. Thế bây giờ vậy. Dạ. Chú thì lãnh tiền già cũng không được bao nhiêu. Dạ. Nhưng mà cũng không ăn xài bao nhiêu. Dạ. Thì bây giờ chú cho con 1.000. Hả? Trời ơi, 1.000 hả chú? Đúng rồi. Dạ. Để cho con về làm lại cuộc đời. Dạ. Nhưng mà chắc 1.000 cũng làm lại cuộc đời nổi đâu, đúng không? Dạ. Rồi chú sẽ kêu bạn bè của chú á, chú làm một cái bữa cơm từ thiện. Dạ. Rồi mỗi một thằng á, mấy chục thằng bạn luôn đó. Dạ, một đứa là 500.000, lúc đó là con có mấy chục ngàn là làm lại cuộc đời được rồi, đúng không? Nội ơn chú, con chỉ cần nhiêu đó thôi. Con có nhiêu là con đi làm đàng hoàng, con đi làm ăn, cái đầu con làm ăn ghê lắm. Đúng rồi. Hồi đó con làm ăn từ giàu mà con tán gia bại sản mà. Không, cái ghê lắm, cái ghê. Rồi từ tán gia bại sản con cũng có thể lên lại là tán cái gì nữa, đừng lo. Nó sẽ tán, con không biết tán cái gì đâu. Thành ra con cảm ơn chú nhiều lắm, con cảm ơn chú nhiều lắm. Đi, chú cháu mình đi. Đi. Hoặc... gấp quá vậy, từ từ cho cái đó bạn bè là phải gọi điện thoại rồi email cho nó rồi phải năn nỉ nữa. Thì bây giờ đâu có sao, con về nhà chú trước đi. Đó rồi xong sau đó chú cháu mình đi từ nhà. Mình góp từ từ đi, tại vì tiền từ thiện mà người ta hứa ta cho lại lấy liền đi để ta đổi ý. Với lại mình phải làm liền vậy đó mà mới làm giàu được chứ còn thôi là nghèo hoài đó. Được không chú? Cũng có lý, cũng có lý. Chú ơi, chú à. Chú ơi, chú ơi. Đừng có tin con nhỏ đó. Trời đất ơi, chú đừng có tin con nhỏ này. Chú đừng có tin nhỏ này. Nhỏ này là vợ của con đó. Chú tin nó là chú bán lúa giống luôn đó. Ủa này nè, chẳng những bán lúa giống mà bán nhà luôn. Mười mấy căn nhà rồi. Con xin giới thiệu với chú, đây là vợ của con. Hả? Vợ con đó, cổ rất xinh đẹp, cổ rất là bảnh bao. Nhưng mà nhiều tật xấu lắm chú ơi. Không phải con nói xấu vợ con đâu. Kể chú nghe con, kể chú. Nhiều tật xấu lắm. Nè, vợ con á, hở một chút đi đánh bài, hở một chút uống rượu lái xe, nó đủ thứ trên đời. Nè nè, mới hôm bữa nè, không phải con nói xấu vợ con đâu. Trời ơi, không, mới hôm bữa đó là vợ con đi đánh bài. Yeah. Chở con của con theo, hai đứa con có một đứa con. Yeah. Chở theo để nhỏ ngoài xe vô casino đánh bài. Trời đất ơi, cũng may mà cảnh sát phát hiện được. Đó, phát hiện con nó còn lại trong xe. Rồi mới kêu gọi là con của ai, con ai đây. Rồi nhờ vô lôi đầu ra. Trời ơi, còn nhiều tật xấu nữa. Tật nào nữa? Uống rượu lái xe, rồi vượt đèn đỏ, bị cảnh sát bắt. Bị bệnh đuôi đó hả? Rồi bắt đi lụm rác cả một năm trời. Cũng là con khổ nữa. Ở nhà con làm nuôi con của con. Đó, rồi lo kinh tế cả nhà luôn. Trời, con khổ lắm chú ơi. Không phải con nói xấu vợ con đâu. Trời, không nói xấu mà không nói từ giờ càng con xấu vợ lại. Con. Nhưng mà không phải con nói xấu vợ con đâu. Nãy giờ ý của con là tâm sự với chú thôi. Nó thật ra cũng có nỗi khổ riêng đó chú à. Vậy hả? Vợ con bệnh tâm thần. Hả? Chú tin không? Nó đẹp vậy mà. Trời ơi, đẹp như vậy nhưng mà bệnh đó. Bệnh hả? Chứ vậy cả. Bệnh tâm thần.
Thiệt không? Thiệt, con nói thiệt mà. Nhìn mặt chú là không tin phải không? Không tin. Con cho chú coi cái này. Coi cái gì? Con đi con đi đâu con đem theo hết à. Kỹ lưỡng lắm. Nguyên hồ sơ vậy đó hả? Cũng vì thương vợ con, cho nên là con phải chuẩn bị mấy cái này. Con cứ tìm cổ suốt hả? Cổ đi đâu con tìm, cổ sao đâu con tìm. Nè chú coi đi. Cái gì đây? Giấy tờ. Giấy quan trọng lắm. Mental hospital. Chứng nhận bệnh tâm thần. Dạ. Họ và tên Trần Tường Tuột. Ủa Trần Tường Tuột là ai? Tên ổng đó. Hả? Hình của ổng quá. Ủa hình mày mà. Đúng rồi, là ổng đó. Ừ. Phải ông ta? Chú nhìn chú không biết ai có ai mà ăn mặc cỡ này với nó không? Chú thấy nó hợp với cái bộ quả ngoài này ghê luôn không đó, chú nhìn đi. Không phải đâu, không phải đâu, không phải đâu. Chú à, tình nghĩa vợ chồng đúng là hạnh phúc con, nhưng mà con đứng thay thế cho vợ con thôi. Ủa con thật ra là vợ con bị tâm thần chứ không phải con đâu. Con tỉnh lắm mà. Trời đất ơi, có cái vụ này nữa. Trời ơi, bệnh rồi cũng bệnh thế nữa hả? Đúng rồi, con tỉnh lắm. Chú không tin chứ vậy? Không tin. Hôm bữa ông Trọng nè, ông Trọng á. Ừ. Tụi nó quýnh lộn với nhau. Nó cào, nó cào, 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 cào vậy nè. Rồi con đứng ra con giải quyết. Quyết sao? Con nói trời đất ơi, mấy mày quýnh lộn gì cào cào giống đàn bà yếu lắm. Ừ. Quýnh lộn phải men lên. Chỏ, 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 gói, gói, gói. Vậy mới được, vậy mới men. Trời ơi, bữa nay sao được ra đây? Hả? Sao được đi ra đây? Còn 10 ngày nữa con vô lại rồi. Ủa? Một bệnh mà cũng được đi phép nữa hả? Dạ. Thì bớt bớt mà cho ra. Rồi chừng nào mà quậy quá trời ơi, coi như là mọi người chịu hết nổi thì nhốt lại. Dạ. 5 ngày nữa. Chú ơi, chú ơi, chừng nào vô trỏng á, nhớ nhớ đem thuốc hút, tôi hút nha. À, có mấy cây rồi. Ý quên nữa, nhớ đem hột quẹt thôi nha. Học quẹt hôm bữa mấy ổng lấy là hết rồi. Mấy ổng sợ mà đốt nhà. Tao lo, tao có mấy lố rồi. Bây giờ chú cháu mình vô đó hút thuốc cho cháy nhà chơi. Dạ. Nghiêm. Tôi xin người chớ chăn dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi. Trời ơi, bây giờ tôi cũng không biết là tôi đang tỉnh hay đang mơ. Đó là vậy đó. Cuộc đời bây giờ vàng thao lẫn lộn tùm lum hết trơn, giàu đó, nghèo đó, khổ đó, rồi sướng đó, rồi tỉnh đó, rồi tâm thần đó. Tôi cũng không biết tôi như thế nào, bởi vì cuộc đời của tôi bây giờ tôi không còn muốn tỉnh nữa, mà tôi chỉ muốn để ta say quên cuộc tình dối trá, để ta say quên dòng đời phũ phàng, để ta say quên lòng người đen trắng, để ta say quên buồn phiền đắng cay, để ta say quên một thời ân ái, để ta say quên bạc vàng hững hờ, để ta say quên đi người xưa cũ, để ta say quên đi cả chính ta. Bây giờ đi mua rượu uống tiếp, chờ tôi với, đi đâu bỏ tôi mình vậy hai ông nội.